Đàm Vĩnh Hưng nhập viện, lên tiếng xin lỗi vì bắt buộc phải hủy show. Cho Hưng xin lỗi khán giả và các fan của Hưng tại Montreal và Toronto, Canada vì sự cố không mong muốn này, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Chiều ngày 15 tháng 5, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh anh nằm trên giường bệnh, kèm lời cáo lỗi vì buộc lòng phải hủy nhiều show diễn tại Canada. Nam ca sĩ cho biết sau khi được điều trị, sức khỏe của anh đã ổn định nhưng vẫn phải tạm ngưng các hoạt động ca hát trong vòng 2 tuần, thức dậy đã là một người khác. Anh ấy đã tỉnh rụi, chỉ đau rên rên ngay hai vết thương cuối cùng thôi. Cả nhà yên tâm nhé, kiểu này là tạm ngưng hát hò 1,2 tuần rồi, bác sĩ còn khuyến cáo ngưng cầu lông nữa chứ. Xỉu, môn thể thao đam mê của tôi mà. Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối và lên tiếng xin lỗi khán giả cùng bầu show ở những chương trình anh lên lịch trước đó. Hiếm khi nào Hưng hủy hay bỏ sâu lắm, nhưng tình hình này thì đành phải chịu ạ. Mong anh chị em khán giả của Hưng phương xa ấy thông cảm và thấu hiểu cho Hưng. Hưng cảm ơn tất cả những anh chị em bạn bè, người thân, đồng nghiệp, fan và khán giả đã quan tâm nhắn tin thăm hỏi Hưng nhé. Biết ơn mọi người nhiều. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã nhập viện nhưng vẫn cố gắng đi hát nốt show tối ngày 14 tháng 5 rồi mới điều trị. Chiếc giường đắt đỏ nhất hành tinh lại rủ dê mình lần nữa rồi. Muốn từ chối lắm mà nó không chịu thì thôi, nhưng phải cho mình hát xong tối nay nha, khuya khuya mình vào, sáng mai muốn làm gì mình thì làm.